Nhân dịp năm mới Tết đến, thay mặt công ty chứng khoán Tân Việt kính chúc quý khán giả FBNC một năm nhiều sức khỏe và hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Đặc biệt quý nhà đầu tư chứng khoán thì nhân đôi và nhân ba tài khoản vượt trội so với sự tăng trưởng của thị trường chung. Xin cảm ơn.